Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vào cuối tháng 10 vừa qua vẫn còn để lại những dư âm và nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân nơi đây. Những mái nhà vẫn còn vùi sâu trong đất đá, cả một ngôi làng gần như đã bị xóa sổ. Những nạn nhân may mắn thoát chết nhưng không còn nhà để về, tài sản cũng đã trôi theo dòng lũ dữ. Giờ đây thì người dân Trà Leng lại bắt đầu dựng bằng đôi bàn tay trắng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hôm nay mưa đã tạnh, nắng lại xuất hiện ở Trà Leng. Việc dựng lại nhà cửa đang được triển khai để bà con trở về nhà, học sinh được quay trở lại trường học. Mùi em rất vui khi đoàn cũng như lực lượng đã giúp và sắp vàng từ về ui để cho ổn định. Các mùi vui lắm, họ rất chi là vui. Không thể nói cảm ơn thì cũng không thể nói là đủ được. Vì cái họ giúp mình quá nhiều. Bên đây thì có 30 mấy hộ cuốn trôi, mà bà con thậm chí là cái có huyện đổ cái xuống hỗ trợ sơ tán nhân dân, những cái xã họ rất là công tác chuẩn bị rất là đảm bảo về cái sơ tán nhân dân. Nếu không thì như bà con bên mình thì họ vì họ nhiều năm cách đây vài chục năm tới ngày năm nay thì họ chưa gặp cái trường hợp này, cho nên họ không chủ động được. Để người dân sớm có nhà ổn định, lực lượng cứu hộ đã luôn bám cơ sở, ăn cùng dân, ở cùng dân gây dựng lại từ đầu. Có nhiều đồng chí đã hơn một tháng nay chưa về nhà, bởi họ còn có một gia đình lớn cần phải lo. Nhân dân ăn cái chi thì mình ăn cái đó thôi. Ăn chi, mình dân ăn chi mình đã đi đâu mình cũng đi theo và bám vô nhân dân, ở cùng dân, tối ngủ cùng nhân dân để động viên. An ủi cho bà con nhân dân về tư tưởng, về cuộc sống để cùng nhau mà vượt qua những khó khăn và hoàn nạn. Những ngôi nhà đang dần hoàn thiện trên vùng đất Trà Leng. Không lâu nữa, người Trà Leng lại có thể trở về sinh sống trên mảnh đất cha ông. Một cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu dù không dễ dàng. Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, sau hai cơn bão số 9 và 13 vừa qua, mưa cùng với gió giật mạnh đã khiến hơn 1.500 hectare keo tại địa bàn xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang ngã đổ, chết hàng loạt. Bão đi qua, nhiều người trồng keo đang lâm vào cảnh điêu đứng và trắng tay. Chỉ còn khoảng 2 năm nữa, những đồi keo này sẽ cho thu hoạch. Trung bình mỗi hectare sẽ thu về từ 50 tới 70 triệu đồng. Thế nhưng, cơn bão đi qua đã quật ngã tất cả. Nhiều chủ vườn đành đi mót từng cây keo non để bán với hy vọng có thể vớt lại chút tiền ít ỏi. Cái đài tôi còn móc được cái đồng, chứ còn xuống dưới kia cây mới được hơi nam là tôi ngõ rất là nhiều. Chứ thế mà keo ngồi chặt thì tôi chặt không được. Còn nhờ sự giúp đỡ ra cái tôi rất đồ, giúp đỡ bao nhiêu nữa. Chính quyền địa phương cho biết trước mắt đã vận động bà con vượt qua khó khăn và sớm đề xuất cấp trên có chính sách hỗ trợ cho người trồng keo. Trước tiên thì Ủy ban xã thì cũng đã thông báo và cũng vận động các hội đoàn thể cũng tuyên truyền cho người dân thì khắc phục khó khăn về diện tích cây ngã đổ thì cũng tận dụng để khai thác để lấy lại một phần kinh phí sau từ cái thiệt hại. Thì sắp tới thì cũng trên tinh thần thì Ủy ban nhân xã thì cũng sẽ đề xuất các ngành có liên quan cấp trên để hỗ trợ tiếp tục hỗ trợ cho người dân. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng đã đề xuất thành phố hỗ trợ 4 triệu đồng một hecta đối với những hộ dân thiệt hại keo khoảng 70% và 2 triệu đồng một hecta đối với những hộ bị thiệt hại từ 30 tới 60%. Đồng thời vận động bà con nông dân thực hiện trồng rừng gỗ lớn với mức hỗ trợ là 12 triệu đồng một hecta. Cải tạo một số diện tích rừng bị gãy đổ thì mức hỗ trợ là 8 triệu đồng một hecta. Thưa quý vị, sau thiên tai, lũ chồng lũ, 6 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã bị thiệt hại nặng nề. Người dân không chỉ mất nhà cửa, tài sản mà diện tích đất, hạ tầng nông nghiệp cũng bị vùi lấp. Nếu như không sớm khôi phục được sản xuất thì không chỉ là thiếu lương thực trong dài hạn mà người dân còn phải đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm dịp cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán này. Tuy vậy thì việc khôi phục sản xuất nông nghiệp ở đây đang rất gian nan. Rau xanh là một trong những nhu yếu phẩm không thể thiếu hàng ngày và trồng rau còn là sinh kế của người dân ở những vùng chuyên canh rau màu. Vậy nhưng lũ đã khiến người trồng rau thiệt hại nặng nề, đất trồng bị vùi lấp, hạt giống thì bị. Thưa quý vị, sau thiên tai, lũ trồng lũ, 6 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã bị thiệt hại nặng nề.
Người dân không chỉ mất nhà cửa, tài sản mà diện tích đất, hạ tầng nông nghiệp cũng bị vùi lấp. Nếu như không sớm khôi phục được sản xuất thì không chỉ là thiếu lương thực trong dài hạn mà người dân còn phải đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm dịp cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán này. Tuy vậy thì việc khôi phục sản xuất nông nghiệp ở đây đang rất gian nan. Rau xanh là một trong những nhu yếu phẩm không thể thiếu hàng ngày và trồng rau còn là sinh kế của người dân ở những vùng chuyên canh rau màu. Vậy nhưng lũ đã khiến người trồng rau thiệt hại nặng nề, đất trồng bị vùi lấp, hạt giống thì bị cuốn trôi. Chiều lâu dài thì hiện tại còn khắc phục quá nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là nhà lưới bị hỏng, đất đai như vậy là dư nó ẩm, bây giờ cái đồ chua phèn trong cái đất quá nhiều. Cái công tác xử lý đất đã là khó khăn rồi, rồi là khó khăn nhất là cái hạt giống. Hạt giống như vậy, hạt giống này là quá đắt mà dư là mua cũng không có nữa. Ngoài ra, ruộng đồng cũng bị đất đá vùi lấp, hệ thống thủy lợi nhiều nơi bị tan hoang sau bão. Trong khi đó, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến lịch thời vụ gieo cấy vụ đông xuân ở khu vực miền Trung. Để mà chuẩn bị tốt cho cái vụ đông xuân sắp tới đấy mà cái khó khăn trước mắt thì đó là những phải khắc phục những cái công trình mà bị hư hại. Hiện nay thì cũng khoảng 80% các cái công trình trên toàn huyện là đã bị hư hỏng do thiên tai, lũ ống, lũ quét, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái công tác quản lý vận hành của trạm trên địa bàn. Không chỉ có nguy cơ mất đất sản xuất do hạ tầng bị lũ phá hủy, mà nguồn giống cũng đang khan hiếm. Đến thời điểm này, 6 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có nhu cầu cần 6.000 tấn thóc giống, trong khi nguồn dự trữ quốc gia chỉ còn 3.000 tấn. Việc trước mắt ở đây là chúng ta cần có rà soát, đánh giá, phân loại diện tích đất lũ bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau để chúng ta có những cái phương pháp, những cái giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ khôi phục về mặt bằng, khôi phục về hệ thống thủy lợi nội đồng, hoặc là trên những cái diện tích mà bị cát, đá sỏi, đất đá vùi lấp thì chúng ta cải tạo để có thể khôi phục lại trồng lúa. Nếu không trồng lúa được thì chúng ta có những cái định hướng, cái hướng dẫn để người ta chuyển đổi cây trồng. Hiện hạt giống rau, giống tôm và giống gia cầm đã được bộ khẩn trương huy động hỗ trợ các địa phương. Giống hoa màu, giống cây lương thực cho vụ đông xuân, rồi giống vật nuôi, thức ăn, thuốc thú y và giống thủy sản, ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Như vậy là bộ đã liên hệ ngay với các doanh nghiệp, với các tổ chức ngành hàng, với các hiệp hội, chung tay và cùng với bộ. Từ những ngày mà đã xảy ra và đến bây giờ thì chúng ta đã cơ bản hoàn thành cái mục tiêu 100 tỷ ủng hộ cho các tỉnh bị mưa lũ trong thời gian vừa qua. Vụ đông xuân đang rất cận kề, dù còn trồng chất những khó khăn, nhưng ngành trồng trọt cam kết sẽ không để diện tích nào phải dừng sản xuất do thiếu giống. Vấn đề đặt ra là làm sao kịp thời giải phóng những nơi bị đất đá vùi lấp để khôi phục được diện tích sản xuất. Khu nhà bán trú có 10 phòng ở cho 84 em học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 của trường ăn ở bán trú. Nay chỉ còn 2 phòng có thể ở tạm. 7 phòng bị tốc mái. Có phòng bị tốc mái hoàn toàn. Nước dột thấm ướt hầu hết các phòng, tường nứt nẻ, nền sụt lún dẫn đến nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Để có chỗ cho học sinh bán trú ở tạm, nhà trường đã phải quây bạt một đoạn sân khu nhà ở ngay dưới mái hiên để cho học sinh có chỗ ăn ngủ. Rất là khó khăn cho đơn vị là cũng che lón, che bạt và đưa giường ra ngoài cái hiên để cho các em ở thôi. Thấy rất là tạm bợ. Hai phòng ở tạm được dành cho hơn 40 em học sinh nữ. Còn khu vực quây bạt tạm ngoài hiên kê được 10 chiếc giường tầng cho 40 em học sinh nam, nhưng chỉ che được ba mặt xung quanh. Buổi tối gió lùa, trời mưa lạnh thấu xương. Đã vậy, khu ở tạm cũng không thể bắt điện thắp sáng cho các em, nên buổi tối cũng không thể ôn bài. Tôi ngủ là học bài không được. Ở phòng thì chặt chội, là như tông người. Trong thời điểm thời tiết chuyển mùa, mưa gió lạnh, phải ngủ ngoài khu ở tạm, hầu hết các em chỉ có một chiếc mền mỏng, không có mùng để răng nên đã bị lạnh, muỗi cắn. Hơn một tuần nay, nhiều em đã bị cảm lạnh, ho, sốt, phải nghỉ học, nằm ở giường và thăm khám tại y tế.
Sau bổ là cái học sinh ở tổng bảo ngoài đó, nha học sinh nó có bệnh có sốt, còn cứ mới ở lại lưu trú với 6 em, và hiện tại nó đang sốt, nên cái chăm sóc nó khó khăn. Trong điều kiện còn ngổn ngang gian khó sau cơn bão dữ, không biết đến bao giờ các em học sinh này mới có thể được ở căn phòng ấm áp để không còn những đêm mưa lạnh buốt xương trên hành trình kiếm con chữ nhọc nhằn.